Thám tử TikTok tập 17. Yến nồi cơm điện. Lập Nguyên. Chào Yến nồi cơm điện và Lập Nguyên. Sao ngoài đi ca thì bé không xì xì. Nếu hai bạn đoán được cặp đôi bí ẩn sau đây trong vòng 5 câu hỏi gợi ý, hai bạn là thám tử TikTok. Sẵn sàng chưa? Thế tù em tới nãy luôn thầy ơi. Ok, gợi ý đầu tiên, đây là tỉnh thành nào ở Việt Nam? Số 47 con voi. Dần. À, Đắk Lắk. Chính xác. Bài hát này nói về địa danh nào ở Việt Nam? Thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác. Đây là gì? Lạ chưa, quả cũng có râu, hạt đều tăm tắp trước sau xếp hàng. Quả gì mà có râu mà còn tăm tắp ta? Bắp ngô. Chính xác. Đây là trò chơi gì? Là một trò chơi giải đố cơ học được một giáo sư kiến trúc, nhà điêu khắc người Hungary phát minh vào năm 1974. Mỗi mặt có 9 ô vuông và được sơn phủ một trong 6 màu khác nhau. Rubik. Chính xác. Hành động này mô tả tình cảm của cặp đôi nào đó thể hiện trước mặt những người độc thân, không có đôi có cặp, khiến nhiều lúc họ phải ghen tị với cặp đôi đó, được gọi là gì? Phát cơm chó. Chính xác. Với năm dữ kiện hôm nay mà tụi tôi đã đoán được, đó là Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ngô, Rubik và phát cơm chó. Yến nồi cơm điện. Lập Nguyên. Thám tử TikTok xin được đưa ra đáp án cặp đôi hôm nay chính là...